Ủa Cherry mới đi siêu thị gì giờ về đi đâu nữa vậy? Mất cha đâu? Mất cha đâu vậy Cherry? Ở đường Trần. Ở quận nhất á, đường Trần Hưng Đạo, chỗ mình uống á, chỗ cũ mình hay đi đó, nhớ không? Đây đây. Đi mẹ Dung nè, đi giới thiệu ai ai, giới thiệu ai đi với ai đâu. Đó, giới thiệu từ đây qua nè, kế con qua nè, ai đâu. Quay qua đây nói nhìn ta mới nghe ai. Hôm nay có mẹ Dung xà xà gì theo đứa trẻ Nguyễn nha. Cái gì? Hả? Xà. Mẹ Dung xà. Xà gì? Nói gì cũng hiểu, rồi sao nữa? Thì đứa trẻ ai cũng biết. Rồi sao, không nói vậy tao không hiểu. Xà lơn. Xà lơn hả? Trời đất ơi, dám nói mẹ Dung xà lơn, hổn láo. Tự nhiên nói xà lơn ở đây là thấy ghê quá à. Nói mẹ Dung được rồi. Ủa mẹ Dung hay xạo với nó lắm mà sao nó nói xà lơn vậy? Ờ à. Mẹ Dung có xạo gì đâu. Mà mẹ Dung đâu xạo với con gì đâu. Con. Rồi sao nữa? Ai đó rồi ai đó? Ai ai cái bên mẹ Dung? Cô Hương, rồi ai nữa? Cô Hương cô Te. Và ai nữa? Đây là cậu cũ có vợ. À cậu cũ đã có vợ, còn một cậu cũ nữa đi làm chưa về đúng không? Cậu cũ còn ế. Cậu cũ còn ế đi làm chưa về. Hồi đó hay đi với cậu Hùng cậu Cường. Hồi lâu mấy năm trước. Vậy nó nói là hôm nay chưa đi với hai cậu cũ. Cậu cũ là mấy năm. Hả? Cậu cũ là hai cậu cũ. Nè nè. Rồi chưa đi vô trà xanh. Mà hôm nay không có chút mẹ ha. Đây có những người này thôi. Và những món này thôi. Đây. Bánh lăng ở đây là ngon xuất sắc nha. Bánh rép ở đây. Bánh rép matcha ở đây cũng ngon lắm nha. Sô-cô-la. Mà chưa biết cà phê đây ngon hơn, cà phê đây ngon hơn. Kem rất là ngon nha. Kem ngon. Cà phê rất là đắng. Cà phê đắng hả? Trộn lên. Tại vì chị vô đây là chị uống matcha không à. Chị chưa có uống cà phê lần nào. Matcha phải vậy mới đúng. Ừ. Mày uống có sữa đó, chứ nguyên chất còn đắng dữ nữa. Nhưng mà uống nguyên chất mới là tốt á. Còn đắng không Hương? Quậy lên còn đắng không? Vậy thêm sữa. À caramel, đường á, em chưa quậy đường lên kìa, dưới kìa. Quậy đường lên. Quay số qua cho người ta thấy để người ta bưng lại. Quậy đường lên caramel á. Quậy hết luôn. Uống hết hộp hả chị đi, uống hết hộp sữa rồi hả, nhanh dữ vậy. Đâu hết hộp đâu, dở lên coi. Trời ơi, đó. Rồi đâu, có khoai tây chiên. Cho cái bàn rộng dễ. Khoai tây chiên đây. Cho nó xuống chỗ mày ngồi luôn á, cho nó rộng. Có khoai tây chiên, có bánh nữa, chờ chút bánh ra. Ủa Cherry ăn gì mà xịt dữ vậy chơi, tương cà, tương ớt dữ vậy Cherry? Hả Cherry? Xịt ít thôi, xịt nhiều cay á. Xịt tương ớt ít thôi. Con ăn gì đó Cherry? Ăn gì đó? Đâu? Đâu, mì ý đâu? Mì ý. Rồi đó là gì? Này là gì? Há cảo phải không? Sủi cảo chiên. Đây, ở đây là sủi cảo hải sản, bên kia là sủi cảo thịt. Mì ý. Rồi làm con mèo hay gì vậy? Hả? Mì ý phô mai. Vẽ thành con gì vậy chơi đi? Hả? Vẽ thành con gì á? Cô gái đội con miệng hả? Không, giống cô gái đội con miệng không? Dạ, cái con mắt nè, cái miệng, cái mũi, cái con miệng mà cái mương miệng nhìn rất xa xa. Sao cô nhìn không ra luôn á nha? Thấy mương miệng à, con vẽ cho bình thường. Đâu, hai con mắt đây hả? Này cái miệng. Không, cái mũi, cái này cái gì? À, con này. Trứng. Con này vuông miệng hả? Dạ, cái vuông miệng mà do cái miệng nó không quá cho nên nó có hàm. Rồi, rồi. Cô gái cặp chai rượu. Rồi mời cả nhà ăn vô. Vẽ theo cái tay với cái. Thôi đừng có vẽ nữa. Rồi mời cả nhà ăn đi. Rồi, chúc cho đi ăn ngon miệng nha. Rồi, mời cả nhà ăn đi con. Mời cả nhà ăn chưa?